Bố luôn hỏi tôi, điều quý giá nhất ta có thể trao đi là gì? Tôi về nhà mẹ đây. Giá như lúc trước tôi biết được hôm nay, lúc nào ông cũng chỉ biết có trèo với trèo. Để tôi xem ông trèo được đến đâu. Trao đi, ngay cả khi ta không có gì. Ngày bố trao đi là ngày tôi có một mái nhà. Một con đường mới. Là ngày tôi có bố. Để đến hôm nay, tôi cũng tự hỏi, điều quý giá nhất ta có thể trao đi là gì? Một khởi đầu mới.